Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam vẫn loay hoay với việc công khai tài sản quan chức. Nghị định số 130/2020 vào ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ Việt Nam về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực vào ngày 20 tháng 12 năm 2020 từng được chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam kỳ vọng sẽ thúc đẩy thực hiện luật phòng chống tham nhũng số 36 vốn được Quốc hội bỏ phiếu thông qua từ tháng 11 năm 2018 cho đến nay nhưng vẫn còn đó vì thiếu nghị định hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, nghị định 130 đến nay vẫn chưa thể triển khai. Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho biết nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực vào ngày 20 tháng 12 năm 2020. Nhưng do tính chất phức tạp, một số lượng người kê khai tài sản lớn và có nhiều điểm mới nên chưa thể triển khai ngay. Việc này sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và hoàn thành trong quý 1. Đây là hình ảnh ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ. Trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, ông Đinh Văn Minh nhấn mạnh cả luật thời năm 2018 và nghị định 130 đều có rất nhiều điểm mới để đảm bảo việc kiểm soát tài sản, thu nhập thực chất hơn. Điểm mới đáng chú ý là đối tượng kê khai tài sản lần này vừa rộng vừa có trọng tâm. Trước kia, đối tượng kê khai chỉ là trưởng phòng cấp huyện trở lên, thì hiện nay tất cả cán bộ, công chức, kể cả mới tuyển dụng vào đều phải kê khai, riêng viên chức thì từ phó phòng. Một điểm thay đổi căn bản khác là trước kia năm nào cũng phải kê khai, còn bây giờ chỉ kê khai lần đầu và chỉ một lần như một hoạt động rất bình thường trong hồ sơ cán bộ. Đối tượng này chỉ kê khai bổ sung khi tài sản tăng thêm 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, có những người phải kê khai hàng năm là đối tượng có nguy cơ tham nhũng nhiều hơn. Ông Đinh Văn Minh giải thích nghị định này sẽ hỗ trợ rất lớn cho công tác phòng chống tham nhũng vì cho phép các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ một cách ngẫu nhiên. Bất cứ người nào cũng có thể bị xác minh vào bất cứ lúc nào và không vì lý do gì. Ông Minh cho rằng đây là cảnh báo cho tất cả những người muốn che giấu tài sản bất minh. Nhà báo Trần Minh từ thời điểm Thanh tra Chính phủ loan tin đang giáo duyết soạn thảo luật nhằm gia tăng khả năng kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức và đơn vị vào hồi tháng 2 năm 2020 đã bình luận như sau. Xét đến cùng, phòng chống tham nhũng mà các đạo luật mới, nghị định mới vẫn bảo vệ quan viên chức giàu có, nứt đố đổ vách thì soạn thảo quảng bá các biện pháp kiểm soát tài sản thu nhập chẳng khác gì tấu hài. Đây là hình ảnh biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100 với 439 trên tổng số 455 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 89,41% tổng số đại biểu Quốc hội vào ngày 20 tháng 6 năm 2017. Trong đó đề nghị xác định hành vi làm giàu bất chính là tội phạm một lần nữa bị Quốc hội Việt Nam gạt bỏ. Cây bút đã đưa ra những dẫn chứng lịch sử để chứng minh cho việc chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào cả về hình sự lẫn dân sự để xử lý những tài sản, thu nhập có nguồn gốc bất minh của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và khả năng đòi xử lý những tài sản, thu nhập có nguồn gốc bất minh của các viên chức trong hệ thống chính trị và công quyền phải không gây xáo trộn, không tác động tới ai. Cụ thể, vào năm 2013, thời điểm Việt Nam đang thu thập ý kiến được sửa luật hình sự 2009 từ gợi ý và giúp đỡ của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, một số viên chức của Quốc hội và Bộ Tư pháp Việt Nam đề nghị đưa thêm vào luật hình sự của Việt Nam tội làm giàu bất chính theo tinh thần Công ước chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc. Nhằm để truy tố những cá nhân làm giàu một cách bất minh, những viên chức có tài sản lớn khác thường so với thu nhập hợp pháp và không thể giải thích hợp lý về nguồn gốc tài sản bị xem là phạm tội làm giàu bất chính sẽ bị điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, Quốc hội Việt Nam lập tức gạt bỏ đề nghị xác định hành vi làm giàu bất chính là tội phạm khi bỏ phiếu thông qua luật hình sự mới vào năm 2015, rồi sửa đổi luật hình sự năm 2015 vào năm 2017. Sau khi sửa luật hình sự, Việt Nam tiếp tục sửa luật phòng chống tham nhũng. Vào cuối năm 2017, Quốc hội Việt Nam từng công bố một ước đoán trong 10 năm từ 2006 cho đến năm 2016, tham nhũng gây ra thiệt hại khoảng 60.000 tỷ đồng, nhưng chỉ thu hồi được khoảng
4.500 tỷ đồng. Do vậy, sau khi Việt Nam từ chối hình sự hóa, làm giàu bất chính, người ta hy vọng khi sửa luật phòng chống tham nhũng, Việt Nam sẽ đặt giải pháp để xử lý những viên chức giàu có bất minh. Và bộ phận soạn thảo luật phòng chống tham nhũng mới tiếp tục đưa ra một số giải pháp để giải quyết tài sản của những viên chức không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc, hoặc hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính, hoặc giao cho tòa án quyết định, hoặc tịch thu sùng công, hoặc định giá rồi buộc nộp thuế theo tỷ lệ 45% tính trên tổng giá trị, vân vân. Nhưng không có giải pháp nào được chấp nhận. Được biết, vào tháng 9 năm 2018, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam, một trong những nhân vật chịu trách nhiệm giám sát soạn thảo luật phòng chống tham nhũng mới, than rằng bộ phận soạn thảo mới đề ra 6 giải pháp để xử lý những tài sản thu nhập mà các viên chức giàu có bất minh không thể giải trình về nguồn gốc. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam. Tuy 4 đã bị gạt bỏ, chỉ còn 2 nhưng cả 2 vẫn không đáp ứng yêu cầu, không gây xáo trộn, không tác động tới ai mà vẫn đảm bảo chống được tham nhũng. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội Việt Nam chính thức thông qua dự luật sửa đổi luật phòng chống tham nhũng. Luật phòng chống tham nhũng mới vẽ vời đủ thứ nhưng không có bất kỳ quy định nào về xử lý tài sản, thu nhập mà các viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, không thể giải trình hợp lý về nguồn gốc. Trong 3 năm được Quốc hội Việt Nam nâng lên rồi đặt xuống xin ý kiến Bộ Chính trị, cả 6 giải pháp mà nhóm soạn thảo đề nghị để xử lý những viên chức giàu có bất minh lần lượt được vứt hết vào sọt rác. Kê bút phản biện nhận định tiếp như sau: tham nhũng không phải là vấn đề mới và không chỉ là vấn nạn riêng của Việt Nam. Cũng vì vậy, ngăn ngừa, tiêu diệt tham nhũng là một trong những nỗ lực có tính chất toàn cầu nên mới có tổ chức quốc tế tham gia, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Nhìn một cách tổng quát, tổ chức của Liên Hợp Quốc giống như đại lộ để thiên hạ hợp lực ngăn ngừa, diệt trừ tham nhũng, nhưng đảng ta đã không ưng chuyện đồng hành với thiên hạ trên đại lộ này. Đảng ta thì thích dùng lối riêng và dẫn dắt các công cuộc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam đi theo lối riêng vốn rất nhỏ ấy, cũng như khuyến khích công bộc giúp vui cho công chúng bằng những giải thích kiểu như khối tài sản khổng lồ mà họ thủ đắc là nhờ thừa kế, hoặc là nhờ làm vườn đến thối móng tay, hoặc là làm chạy xe ôm, hoặc nhờ bện chổi đót, vân vân. Bản thân ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng thể hiện sự bất lực về việc kê khai tài sản. Vào tháng 5 năm 2017, khi đó, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đưa ra chủ trương kiểm tra tài sản của 1.000 cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý. Thế nhưng, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 17 tháng 6 năm 2018, ông Tổng Bí thư cho rằng vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Tại thời điểm đó, nhà báo Phạm Chí Dũng cũng cho rằng phát ngôn trên của ông Trọng là một sự thừa nhận gián tiếp thất bại về chủ trương kê khai tài sản của cán bộ và cao hơn nữa là kiểm tra tài sản 1.000 quan chức. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội, đoàn Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy vào hôm 17 tháng 6 năm 2018. Ông Dũng cũng bình luận, hơn một năm trôi qua, kể từ thời điểm Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí nhà nước tuyên truyền ồn ào mà không kém khoa trương về việc kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cấp cao mà vẫn không có bất kỳ động tác hứa hẹn nào được thực hiện. Trong khi đó, các tỉnh và thành ủy và khối chính quyền đều đặn và thản nhiên báo cáo về Trung ương không phát hiện trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực. Hoặc cả nước chỉ phát hiện có 5 hay 6 trường hợp cán bộ kê khai tài sản không trung thực trên tổng số gần 1 triệu cán bộ. Một cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam đã nhắc nhở ông Nguyễn Phú Trọng về những thách thức rất lớn dành cho ý tưởng kiểm tra tài sản quan chức. Tính khả thi của quy định này phụ thuộc nhiều vào việc ai kiểm tra ai, ai có quyền kiểm tra ai và ai kiểm tra những ai để cho người ta kiểm tra. Trong thực tế, ông Trọng chẳng thể mong mỏi gì vào trình độ nghiệp vụ của các cơ quan đảng từ trung ương đến địa phương để có thể lần mò phát hiện được tài sản nổi và chìm của giới quan chức, ăn của dân, không chừa một thứ gì. Mà chỉ có hai cơ quan có thể nắm được cơ bản hồ sơ tài sản của quan chức, đó là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai cơ quan này có sẵn những nghiệp vụ để làm những chuyện đó. Nhưng làm như thế nào để hai cơ quan trên tự nguyện vạch áo cho người xém lưng khi cả hai ngành này đều nổi tiếng, không chỉ bởi dịch lạm phát tướng lên tới 200 cho Bộ Công an và trên 400 cho Bộ Quốc phòng, mà còn mang nhiều tai tiếng bởi các vụ bê bối tham nhũng và làm ăn phi pháp. Trở lại với Nghị định 130 mới đây,
dư luận trong nước cũng chẳng hy vọng gì vào tính hiệu quả của nó trong công tác phòng chống tham nhũng. Đây là hình ảnh minh họa Nghị định 130 về việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị do Chính phủ đã ban hành từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực thực hiện từ ngày 20 tháng 12 năm 2020. Trả lời phỏng vấn của đài FA tại Mỹ vào ngày 5 tháng 1, ông Lê Văn Chiết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại bình luận như sau. Nói vậy chứ cứ làm được gì đâu, có ai kê khai gì đâu, lâu lâu có chỗ nổi cộm thì lại lôi ra, rồi lập hồ sơ mở phiên tòa rồi lại kết luận gây hậu quả nghiêm trọng do kém ý thức tổ chức vân vân, chứ có giải quyết được gì đâu. Theo tôi, muốn giải quyết vấn đề này thì phải nghiêm minh từ bên trong, từ trên xuống dưới, nghiêm túc trong tổ chức thực hiện. Chứ không phải muốn nói gì thì nói, cứ đại một cái, đưa ra văn bản này, văn bản nọ, nói thế này thì ai nghe, ai làm, chẳng đi đến đâu, họ hết việc làm rồi. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương thì bình luận như sau. Vấn đề kê khai tài sản cán bộ được đặt ra từ lâu, nhưng làm một cách rất hời hợt, không nhất quán, kiểu như làm cho có chuyện. Thành ra dân không tin, bởi vì kê khai tài sản bất minh tỷ lệ rất lớn, rất thấp, chỉ có 1-2 trường hợp kê khai không đúng. Người ta cho rằng đấy là trò tào lao, đánh lừa dân, bởi vì bây giờ ai cũng thấy quan chức lãnh đạo, từ huyện, xã đến tỉnh thì họ giàu kinh khủng. Nhưng cách kê khai của họ làm dân không tin vào chuyện này. Họ cho rằng việc này là bày ra cho có vẻ là minh bạch, rõ ràng, nhưng người ta không tin lắm vào biện pháp này. Trong khi cần công khai minh bạch tài sản để có thể xác minh thu hồi khi có vi phạm tham nhũng, thì vào đầu tháng 6 năm 2020, Bộ Tư pháp lại đưa ra dự thảo quy định số liệu thu hồi tài sản tham nhũng là danh mục tối mật. Theo bộ này giải thích, dự thảo căn cứ vào quy định tại khoản 14 điều 7 của luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Trong đó, nội dung về thông tin hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được xác định thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Ông Nguyễn Khắc Mai cho biết theo ý kiến của mình như sau. Đây là một vấn đề lớn hiện nay. Liệu chính quyền có dám để cho dân giám sát hay không? Mà với cung cách thể chế chính trị như hiện nay thì không có giám sát vì phủ bênh phủ, huyện bênh huyện, và như thế nó chứng tỏ một sự yếu kém của năng lực quản trị đất nước hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2021 với bản tin Việt Nam vẫn loay hoay với việc công khai tài sản quan chức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.